Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái mô hình trồng củ cải trắng nha các bạn. Thì mình cũng sẽ là chia sẻ cho các bạn cái cách mà chọn giống cũng như là cái thời vụ để mà trồng cây củ cải trắng này các bạn cho nó đạt hiệu quả nhất nha các bạn ha. Cũng như là cái rải phân gì cho nó cái củ của mình nó mập á các bạn. Và khi cái cây củ cải của mình các bạn mà nó bị sâu ăn lá cũng như là các loại sâu khác á, bọ trĩ này nọ đó, thì mình nên xịt những cái loại thuốc gì để mà cho nó phòng tránh mà nó cái bệnh nó được triệt để cũng như là cái cây mình nó đạt năng suất ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần chọn giống để cho các bạn nào mới trồng á, thì các bạn có thể là tham khảo. Thì ở đây á, thì mình chọn cái giống mà củ cải trắng thân mập á các bạn đó. Thì cái giống này á, thì mình thay trồng á, mình thấy nó hiệu quả đối với riêng mình thôi nha các bạn ha. Còn những người bạn nào mà trồng lâu rồi á, thì các bạn có thể chọn những cái giống khác hoặc những cái thương hiệu khác cũng vẫn được nha các bạn ha. Còn về cái thời vụ á, thì ở đây á, thì mình chia ra làm ba cái thời vụ để cho các bạn nào mới trồng tham khảo ha. Thì đầu tiên á, là mình sẽ trồng vào cái tháng 8, tháng 9 nè các bạn, hoặc là tháng 10, tháng 11, hoặc là tháng 2, tháng 4 nha các bạn ha. Nó thì ba đó thì ba cái thời gian mà để mà trồng cái củ cải trắng nó được hiệu quả nhất nha các bạn ha. Còn những cái thời gian khác trồng vẫn được, nhưng mà các bạn xui xui các bạn trồng chúng cái tháng mưa các bạn, thì cái củ cải của mình á, thì nó sẽ bị ngập úng cũng như là nó không có thoát nước được này nọ các bạn, rồi củ cải của mình nó không có được, không đạt hiệu quả các bạn. Nó thì đó là cái thời vụ của cái trồng củ cải trắng nha các bạn ha. Nó thì mình các bạn nên chọn cái giống là thân mập ha. Các bạn có thể mua tại trên trên mạng cũng vẫn được nè, hoặc là các bạn có thể mua ngoài tiệm vật tư nông nghiệp á. Rồi các bạn về các bạn ngâm nó khoảng ngâm giống nó đâu khoảng là 3 tới 5 tiếng các bạn. Các bạn bỏ cái bông gòn nó vô rồi sau đó rồi các bạn cho nó nảy mầm tốt rồi chúng ta rải ha. Thì rải thì nó khoảng cách cây là khoảng đâu là từ 2 đến 3 cm nha các bạn ha. Đó. Cái đó là cái khoảng cách luôn đó. Còn đối với cái cây mà mình mà khi mà nó bị sâu ăn lá thì các bạn có thể là dùng thuốc sinh học nha các bạn ha. Các bạn đừng có nên sử dụng những cái thuốc hóa học. Thuốc sinh học thì ở đây có Waterdona 07 các bạn, chuyên trị về cái các loại sâu như là bọ trĩ này các bạn. Nó là cái đó là thuốc sinh học nha các bạn ha. Thì các bạn có thể là dùng những cái loại thuốc đó để mà xịt trên cây củ cải của mình ha, để nó phòng tránh những cái bệnh nha các bạn. Hoặc các bạn có thể là xịt phun dưỡng cho nó. Nó xịt dưỡng thì các bạn có thể sử dụng rong rong biển với Atonit các bạn bằng xịt cho nó thì cũng rất là tốt thôi nha các bạn ha. Đó là cái phần xịt sâu để mà cái bạn xịt. Các bạn có thể sử dụng những cái loại thuốc khác, nhưng mà các bạn nên né những cái loại thuốc mà nó có tính nhủ nhủ dầu cao nha các bạn ha. Các bạn nên sử dụng thuốc sinh học thì nó sẽ là hiệu quả hơn. Thì đó là ở đây mình góp ý cho các bạn vậy. Còn ở đây clip kết clip của mình các bạn là khoảng là 4 tấc tới 5 tấc nha các bạn ha, clip kết clip ha. Đó. Các bạn xem, mình chung mình chỉ được chừa cho cái đường rãnh mình đi thôi. Nó thì một clip như vậy thì mình làm cả cả mét đó các bạn, cả mét hơn ha. Đó, ở đây mình trồng nó cũng cơ bản thì các bạn có thể là trồng nó xa hơn. Ở đây mình có trồng thêm mướp bò đất các bạn kết hợp luôn các bạn. Đó thì các bạn xem. Còn riêng về cái phần mà để mà bón thúc cho cái củ cải mình nó đạt hiệu quả các bạn, thì ở đây thì các bạn là nên chọn những cái dòng phân mà có lân lân với kali nhiều. Thì lân với kali nhiều thì nó sẽ rất là tốt cho cái cây củ cải trắng của mình. Thì ở đây thì các bạn nên sử dụng cái phân 20 15 nha các bạn, phân 20 15, tại vì nó gồm ba cái hoạt chất luôn, đạm nè, kali nè, hoặc lân luôn đó. Thì các bạn cứ rải cho nó nha, thì nó sẽ rất là đạt hiệu quả. Đó thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Đó thì các bạn xem mình quay nè. Thì mô cái mô hình này á, thì mình trồng để kinh doanh nha các bạn. Thì cái thời gian mà để thu hoạch của nó các bạn thì nó cũng khác đối với những cái loại cây khác nữa. Thì thông thường á, ở đây thông thường thì nó sẽ rơi từ 60 ngày đến 70 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được nha các bạn, tức là 2 tháng hơn. Đó. Nhưng mà sẽ có một cái vụ mà nó vụ hè hè xuân các bạn. Thì cái vụ đó nó thu hoạch nó rất là nhanh, nó khoảng đâu khoảng 35 ngày đến 40 ngày là mình có thể là mình thu hoạch được rồi, có nghĩa là hơn một tháng. Nó hơn một tháng, khoảng một tháng rưỡi là mình có thể là mình thu hoạch được rồi, nó thu hoạch rất là sớm. Nhưng mà cái thời gian đó các bạn thu hoạch đó, thì củ cải nó nhỏ lắm, nó không có được bự nha các bạn ha. Cái năng suất nó rất là thấp. Đối với những cái thời vụ mà mình chia sẻ cho các bạn thì trồng nó năng suất rất là tốt nha các bạn ha. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11
hoặc là tháng 2, tháng 4 đó. Thì cái thời điểm 3 cái tháng đó thì bạn trồng thì nó củ cải của mình nó rất là to bự. Nó mà thậm chí các bạn mà khi mà mình gần tới ngày thu hoạch mà sau ăn lá nhiều quá thì các bạn cứ bỏ đi các bạn. Các bạn không cần xịt nữa, củ cải nó vẫn to nha các bạn ha. Nếu như mà là các bạn thấy mà nó sau ăn lá nhiều quá mà các bạn xịt đó thì các bạn tốn tiền các bạn thôi. Tại vì nó mình đâu có lấy lá đâu, mình lấy củ thôi các bạn. Đó. Thì đây thì mình chia sẻ với thì các bạn có thể xịt cho nó đạt năng suất. Nó các bạn ví dụ như các bạn trồng rau sạch đó thì các bạn có thể xịt. Còn ở đây mình trồng kinh doanh các bạn, khi mà nó sau ăn lá thì mình cứ kệ nó, khi củ mình nó bự rồi đó, thì mình cứ kệ nó luôn. Mình xịt thì mình chỉ tốn tiền mình thôi các bạn. Đó. Nó để quay cho các bạn xem nó giáp vòng ha. Chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn cái thời vụ á, các bạn nên chọn cái thời vụ các bạn trồng thì tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 2, tháng 4. Thì ba đó là ba cái thời gian để các bạn có thể trồng nó được tốt nhất nha các bạn ha. Rồi thì các bạn đang xem kênh của mình hãy like cho mình một like nếu thấy mình chia sẻ nó hợp lý nha các bạn. Đó. Ở đây thì mình không có xài hệ thống ống nước các bạn, ở đây mình tưới tay luôn, có dây hệ thống luôn nè nè các bạn. Đó thì các bạn xem ha. Đó. Trồng cái củ cải này thì nó cũng hên hên xui cái giá các bạn, có khi giá nó rất là rẻ luôn nhưng mà có khi thì giá nó cũng rất là ổn định luôn, nói chung mình cũng có lời các bạn. Ở đây mà mình không thể nào mình nói được cái giá nó chính 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 xác để cho các bạn có thể là trồng nữa, nhưng mà này thì trồng rau rau màu mà các bạn thì nó hên xui thôi các bạn. Đó, như cái dịch Covid vừa qua các bạn thì củ cải của mình hầu như là cái cánh ở ngoài Hà Nội các bạn mình có xem báo là hầu như là người ta bỏ luôn các bạn. Đó thì đó là mình góp ý cho các bạn nên chọn cái thời điểm và cái thời gian trồng cho nó thích hợp nhất ha, để mình không có phải là mình lãng phí cái tiền bạc các bạn, cũng như là sau ăn lá nhiều quá thì khi mà nó đến cái giai đoạn mà nó gần thu hoạch rồi đó thì theo mình thì mình cứ bỏ luôn các bạn, tới ngày thu hoạch mình cứ thu hoạch thôi, khoảng 2 tháng hơn là mình thu hoạch được rồi đó. Còn khi như mà nó mới bắt đầu á mà củ cải mình còn nhỏ thì mình bắt buộc là mình phải xịt dưỡng cho nó, cũng như là xịt sâu cho nó để nó phát triển tốt, cái củ cải mình nó phát triển tốt nha các bạn ha. Thì phân của mình ở đây là mình đi phân 20 15 là chuẩn nhất rồi đó, hoặc sau ăn lá thì mình thể sử dụng thuốc sinh học để mình xịt nha 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 các bạn ha. Đó, ở đây mướp bò của mình cũng đẹp, rất rất là đẹp nha mọi người. Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Thì các bạn có những cái câu hỏi gì thì cứ các bạn thì cứ bình luận bên dưới thì mình sẽ cố gắng mình trả lời cho các bạn nha. Đó. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh của mình hãy đăng ký để mình có động lực các bạn để mình chia sẻ cho các bạn nhiều cái video khác nó về chủ đề làm vườn nó được tốt hơn nha các bạn. Rồi mình chào tạm biệt các bạn nha.